Nhóm phiến quân trả đổ Mỹ bằng trận mưa rocket ở Syria sau khi bị không kích. Quan chức làm thất lạc tài liệu quốc phòng Anh đã thú tội. Bảy người hầu tòa liên quan đến cái chết của Maradona, mức án cao nhất đến 25 năm tù. Mỹ chỉ trích phán quyết của tòa án Nga với công dân nước mình. đã tìm thấy 11 thi thể trong vụ sập nhà kinh hoàng bậc nhất nước Mỹ. Mưa gió như tận thế trút xuống thủ đô Nga sau đợt nóng kỷ lục. Nàng voi đoán trúng phóc kết quả 3 trận đấu của tuyển Đức ở Euro, tiếp tục trổ tài tiên tri trận đại chiến Anh Đức to này. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Iraq và Syria mới đây chỉ trích Mỹ đơn phương thực hiện các đòn không kích trên lãnh thổ của hai nước này là vi phạm chủ quyền. Đáp lại, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm qua, ngày 28 tháng 6 cho biết, "chúng tôi đã hành động cần thiết, phù hợp, có mục đích rõ ràng là để giảm thiểu căng thẳng, nhưng cũng nhằm gửi đi một thông điệp răng đe rõ ràng". Các nhóm phiên quân thân Iran cho biết có bốn lính thiệt mạng do đòn tấn công của Mỹ ở gần biên giới Syria với Iraq và Thê sẽ trả thù. Đây là lần thứ hai Tổng thống Biden ra lệnh không kích răng đè các nhóm phiến quân thân Iran. Vụ tấn công cũng diễn ra giữa thời điểm nhạy cảm khi Washington và Tehran đang đàm phán nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Lính Mỹ hứng đòn rocket ở Syria vào hôm qua ngày 28 tháng 6, nhưng không có ai bị thương. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Biden đưa ra lệnh không kích các mục tiêu phiến quân thân Iran ở Syria và Iraq. Một người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết họ đã bắn đáp trả đòn tấn công rocket liên hoàn nhưng chỉ nhằm mục đích phòng vệ. Reuters dẫn nguồn tin từ Đông Syria cho hay một nhóm phiến quân thân Iran đã bắn vài đợt đạn pháo vào khu vực mỏ dầu Omar do lực lượng dân chủ Syria kiểm soát với sự hậu thuẫn của Mỹ. Đoàn tấn công mới đây cho thấy rõ, binh lính Mỹ ở Iraq và Syria đang đối diện với nguy hiểm gia tăng. Washington cho rằng các đoàn tấn công đang diễn ra tinh vi hơn, với nhiều UAV vũ trang được các nhóm phiến quân sử dụng tinh vi. Bộ Quốc phòng Anh hôm qua 28 tháng 6 cho biết đang điều tra việc gần 50 trang tài liệu bí mật quân đội bị một quan chức cấp cao đánh mất. Cuối cùng, nó tái xuất ở trạm xe buýt miền nam đất nước. Đài BBC cho biết, tài liệu bao gồm các thông tin liên quan đến Afghanistan và dự báo cách Nga phản ứng khi tạo khu trục Defender đi qua Biển Đen. Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Anh Jeremy Quinn phát biểu, nhiều tài liệu bí mật của Bộ Quốc phòng đã bị một quan chức cấp cao đánh mất hồi đầu tuần trước. Cá nhân này đã tự mình báo cáo sự việc. Trong tài liệu bao gồm một văn bản xếp vào diện tuyệt mật chỉ xem ở Anh. Vụ thất lạc dường như chỉ là do sai sót của một cá nhân. Tài liệu được dán nhãn chỉ xem ở Anh có nghĩa là các thông tin mà London không muốn chia sẻ cho các đồng minh. Bác sĩ phẫu thuật Leopoldo luke cùng sáu người khác đã trình diện tòa án vào ngày 28 tháng 6 liên quan đến cái chết nhiều ẩn khúc của huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Ông Leopoldo, là người chịu trách nhiệm chính trong ekip chăm sóc sức khỏe của danh thủ Maradona. Ngay trước khi ông qua đời, vị bác sĩ đã cho lời khai nhằm phục vụ công tác điều tra về những sai sót y khoa trong quá trình điều trị. Cầu thủ huyền thoại Maradona qua đời ngày 25 tháng 11 năm ngoái ở tuổi 60 vì ngân tim sau khi trải qua phẫu thuật não trước đó khoảng một tháng. Một hội đồng y khoa đã được thành lập để điều tra nguyên nhân cái chết. Cuối cùng họ đề nghị truy tố 7 cá nhân vì quá trình điều trị không phù hợp, lơ là, tắc trách và thiếu hiệu quả. Riêng bác sĩ Lebodo bị tố cáo không giám sát cẩn thận sức khỏe bệnh nhân sau ca phẫu thuật quan trọng. Đây có thể là một trong những yếu tố chính dẫn đến huyền thoại Maradona bất ngờ qua đời. Nếu bị buộc tội, bảy bị cáo có thể đối diện bản án từ 8 đến 25 năm tù. Tòa án nghe hôm 28 tháng 6 đã bác đơn kháng cáo và y án 9 năm tù đối với Tira Reed, một cựu binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Reed bị cáo buộc đe dọa tính mạng hai cảnh sát Nga vào tháng 8 năm 2019, nhưng không thừa nhận tội danh. Đại sứ Mỹ John Sullivan, người vừa trở về từ Moscow vào tuần trước, cho biết ông lấy làm tiếc với phán quyết của tòa. Hôm nay là một cột mốc buồn nữa, khi đơn kháng cáo của Trevor Reed bị bác bỏ. Đây là một phiên tòa sai lầm và bất công, theo ông Sullivan chia sẻ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng đăng trên Twitter. Chúng tôi quan ngại về phán quyết của tòa án Nga, và Washington sẽ tiếp tục nỗ lực để khiến Nga phải hành xử đúng, thả tự do cho Reed trở về với gia đình của anh ấy. Nhóm luật sư của Reed cho biết sẽ tiếp tục nộp đơn kháng cáo. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thảo luận về vấn đề trao đổi tù nhân trong hội nghị thượng đỉnh ở Geneva. Hôm qua, ngày 28 tháng 6, một thi thể nữa được đưa ra khỏi tòa nhà sụp đổ ở thị trấn Surfside, bang Florida, Mỹ, nâng tổng số người tử vong lên 11 người. Giới chức hạt Miami-Dade cho biết 150 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, tính đến trưa qua theo giờ địa phương. Cảnh sát cho biết đã xác định danh tính của 8 nạn nhân, bao gồm một cặp đôi đã chung sống gần 60 năm và một bà mẹ có con trai nằm trong số những người sống sót ở trỏi. Nguyên nhân vụ sập nhà chưa rõ. Đây có thể là thảm kịch sập nhà kinh hoàng nhất xảy ra do lỗi xây dựng trong lịch sử của nước Mỹ. Mexico đang triển khai cảnh sát và lực lượng quân đội tuần hành trên tuyến đường biên giới Nuevo Leon dẫn đến Texas để ngăn chặn nạn cướp bóc và bắt cóc sau khi hàng chục người di chuyển trên tuyến đường này đã mất tích trong vài tháng qua. Ít nhất 17 người đã bị tấn công và cướp xe khi di chuyển trên cao tốc do khu vực bị kiểm soát bởi các băng đảng tội phạm. Dù vậy, mỗi ngày vẫn có hàng ngàn người chọn băng qua con đường huyết mạch này để đến với biên giới Texas, Mỹ. Mưa xối xả và gió thổi cuồn cuộn đã càng quét khắp thủ đô Moscow của Nga trong ngày 28 tháng 6, khiến cây cối bật gốc, đường phố ngập úng và cũng chấm dứt luôn đợt nắng nóng bất thường suốt nhiều ngày gần đây. Gió mạnh khiến cây cối bên đường ngã xuống, đè bẹp nhiều ô tô trung tâm thành phố, trong khi đó, hệ thống tàu điện ngầm cũng có nhiều tuyến phải tạm ngừng hoạt động do bị ngập lụt và trời mưa quá lớn khiến tầm nhìn hạn chế. Đại học quốc gia Moscow, tòa nhà cao tầng biểu tượng của thành phố, đã khuất bóng dưới màn mưa dày đặc, sớm xét cũng gây ra hỏa hoạn ở một trạm điện ở vùng ngoại ô. Ngày trước đó, từ đầu tháng 6, nhiệt độ ở thủ đô nước Nga liên tục tăng lên, vọt đến 34,8 độ C, cao nhất trong vòng 120 năm. Vì vậy, trận mưa lần này dù dữ dội chưa từng thấy, nhưng cũng đến rất kịp thời để xua tan cái nóng như thiêu đốt. Khi đợt nắng nóng và khô hạn kỷ lục hoành hành ở nhiều bang miền Tây nước Mỹ, nhiều khu dân cư đang có nhu cầu cao thuê các đàn dê để giảm bớt nguy cơ cháy rừng. Cho dê ăn cỏ khô, dễ cháy không phải là một chuyện mới, nhưng khi giới chức và người dân quan tâm hơn về môi trường, thì người chăn dê và các đàn dê cũng đang trở nên phổ biến hơn ở nhiều tiểu bang của Mỹ. Theo ông Johnny Gonzalez từ ban quản lý đất và môi trường cho biết với Reuters, bầy dê đã gia tăng số lượng đáng kể trong mấy năm gần đây, Mọi người đang xem chúng như một cách để tiêu thụ nguồn nhiên liệu dễ bắt lửa trong tự nhiên. Trích lời Gonzales cho biết, ở những ngọn đồi quanh thành phố Irvine, bang California, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những đàn dây khoảng 200 con đang nhẫn nhơ gặm cỏ, và nhiều người dân địa phương khá là quý trọng chúng. Việc tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer vào 4 tuần sau khi tiêm liều AstraZeneca sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus tốt hơn so với tiêm hai liều đều của AstraZeneca đó là kết quả nghiên cứu của đại học Oxford công bố hôm 28 tháng 6. Nghiên cứu mới đây giúp một số nước châu Âu củng cố quyết định tiêm chủng kết hợp liệu AstraZeneca với một liều vaccine của hãng khác. Đó là do AstraZeneca liên quan đến một số ít trường hợp đông máu hiếp gặp. Trong nghiên cứu của Oxford, cơ thể sẽ sinh ra kháng thể tốt nhất đối với những người tiêm hai liều vaccine Pfizer. Nghiên cứu tiến hành trên 830 người tiêm hai liều cách nhau 4 tuần. Kể từ ngày 28 tháng 6 ở Moscow, những ai muốn ngồi trong quán cà phê sẽ phải trình mã QR để chứng minh mình đã tiêm vaccine, đã nhiễm Covid-19 và có kháng thể hoặc đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là quy định mới khi thủ đô nước Nga chứng kiến số ca nhiễm tăng lên đột biến. Mặt khác, các điểm ăn uống vẫn có thể phục vụ những khách hàng không có mã QR nếu họ mua mang về hoặc ngồi ngoài trời. Dù quy định khá thoải mái nhưng một số chủ quán cà phê và bar vẫn tỏ ra lo ngại. Một số chủ quán bar cho viết với Reuters Do quán bar của mình vẫn mở cửa nên không thể đề nghị chủ quán giảm giá thuê mặt bằng, trong khi quy định mới sẽ làm hao hụt doanh thu. Đây giống như là một cuộc phong tỏa lần thứ hai, trích lời ông chủ quầy bar cho hay. Trong khi đó, giới chức Moscow ngày càng lo ngại về số ca mắc Covid-19 tăng cao do biến chủng Delta, còn tốc độ tiêm chủng vẫn rất chậm. Một số người dân cho biết họ ngần ngại tiêm vaccine Sputnik V của một số người dân cho biết họ ngần ngại tiêm vaccine Sputnik V sản xuất trong nước. Nga hiện báo cáo gần 5,5 triệu ca nhiễm COVID-19, bao gồm gần 134.000 người đã tử vong. Cơ quan vũ trụ châu Âu ESA hy vọng sẽ tuyển dụng phi hành gia khuyết tật đầu tiên trên thế giới. Nằm trong số 22 người sẽ thực hiện một nhiệm vụ không gian trong tương lai gần. Quá trình tuyển dụng vị trí đặc biệt của ESA vừa khép lại với 22.000 ứng viên. Ông Joseph Asperger, người vừa được bổ nhiệm dẫn dắt cơ quan ESA cho biết, dĩ nhiên về mặt tinh thần, các ứng viên phải thực sự mạnh mẽ. Họ phải đảm bảo có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đầy thử thách ngoài không gian. Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để tìm hiểu các ứng viên với khuyết điểm trên cơ thể sẽ nỗ lực thích nghi và thực hiện các nhiệm vụ như thế nào. Đây sẽ là lần đầu tiên chúng tôi có một phi hành gia khuyết tật. Điều đó rất khác biệt. Tôi vui mừng cho ESA bởi vì thám hiểm không gian là dành cho tất cả mọi người. Đó chính là một thông điệp mà chúng tôi thật sự muốn chia sẻ. Các du khách và nhân viên vườn thú Hamburg vô cùng hào hứng. Khi vào ngày 28 tháng 6, nàng voi Yasoda đã dùng voi chọn đội tuyển Đức chiến thắng trong trận gặp đội tuyển Anh trong vòng 16 giải Euro 2020. Nàng voi 42 tuổi từ Ấn Độ đã dự đoán trúng phóp kết quả 3 trận đấu đầu tiên của tuyển Đức ở mùa Euro năm nay. Một du khách cho biết, Ban đầu tôi hơi nghi ngờ, thế nhưng khi voi Yasuda đoán trúng tới 3 trận đấu, tôi nghĩ nó sẽ đúng đến lần thứ tư và Đức sẽ chiến thắng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.